Em có 10 giây để tạo ấn tượng với tất cả mọi người. Mời em. Rồi, ok. Ở đây có rất là nhiều em gái cực kỳ xinh đẹp. Wow. Và xin chỉ có một câu thôi. Đó là dạo này các em có thấy anh đen hơn không? Dạo này các em có thấy anh đen hơn không? Đó là bởi vì anh mày nhìn nụ cười tỏa nắng của bọn em đó. Biết tận dụng lợi thế riêng biệt lắm. Yeah. Các em đừng cười vội, lát nữa các em sẽ được vote xem là ai sẽ chị Sasha kiểu Sasha với lại Mikachu kiểu hả? Nói gì vậy? Không kệ, lát nữa chị em sẽ được vote. Tiếp theo đi, phúc mặt đi. Mời em. Chào các em. Các em biết tại sao anh mập như thế này không? Tại vì ăn nhiều. Đúng rồi, nhưng mà thay vì phần anh, còn em đó. Trong anh có em đó. Chưa, từ. Nghe thế nào giật mình, tưởng là trong anh có em bé. Trong anh. Rồi. Còn bây giờ đến lượt ba cô em gái. Các em sẽ gây ấn tượng thế nào trong lần đầu tiên với 10 giây? Xin mời Hansara. Ủa? À, em mất thì ai? Em có thể gửi em trước hả? Thì ai? Chết rồi, tại vì em nhiều câu em chưa lựa xong. Really chọn ra câu nào mà ngay trong đầu em bây giờ có. Ok. Em ghét anh. Em ghét anh. Em ghét anh. Em ghét anh. Đúng dễ thương. Em chưa có bạn trai đúng không? Vâng, chúng ta hiểu vấn đề rồi. Em đang suy nghĩ là nên làm câu đó hay là cái gái hành đó. Câu tiếp theo là như thế nào? Cái hành đó, ụt bao xà nó hẻ. Hẻ. Ấn tượng, anh thấy ấn tượng. Không, có thể anh ở cái tuổi, qua cái tuổi đấy rồi, cho em thông cảm. Rồi, bình tĩnh em. Tí nữa mình sẽ có vote mà, yên tâm. Oh my god. Đó, thì còn ở nước ngoài thì ý nghĩ là tất cả đàn ông ai cũng sẽ mong muốn người phụ nữ đầu tiên là phải tự nhiên nè, đúng không? Đúng không? Ở Nigeria, mình nói về Nigeria trước. Thì đương nhiên là đã là châu Phi rồi. Thì ai rồi cũng thích một người phụ nữ mà vòng 1 và vòng 3 nó bự, nó lớn, nó gọi là nhiều thịt. Đẫy đà. Chính xác là như vậy. Đấy, thế sẽ gọi là một người phụ nữ cực kỳ cuốn hút. Đó, nhưng mà để đánh giá được một người phụ nữ đẹp thì nó có rất là nhiều cái để mà đánh giá. Nhưng mà với riêng CJ thì CJ lại rất là ngược lại. CJ thích một người con gái nhỏ, xinh xắn, có lẽ là chân ngắn. Hoặc là... Ủa sao chị là chị em? Hoặc là dễ thương. Và đó là lý do vì sao CJ đã buộc phải lấy vợ Việt Nam. Tại sao mọi người mặc định là chân em ngắn? Ai đưa ra tiêu chuẩn đây là bởi chân ngắn? Bởi vì sự thật nữa là Justin cũng không đồng ý. Chân ngắn không có tội, đúng không em? Vấn đề là tụi mình không có chân ngắn nên tụi mình là chân bình thường. Tụi mình là chân bình thường. Sara ai là ngắn hay dài? Anh nghĩ chân em không phải ngắn mà là có chiều cao khiêm tốn. Ồ, như thế em. Ok. Thế thì theo Phúc Mập thì tiêu chuẩn của một người phụ nữ đẹp trong mắt Phúc Mập là gì? Well, sự thật Phúc sống ở Việt Nam 6 năm rồi. So, ở Mỹ văn hóa khác nhau. Nhưng mà Phúc thấy trên Facebook bây giờ nhiều đàn ông thích phụ nữ kho. To. Đối với Phúc không quan trọng. Đối với Phúc là tự nhiên thôi. Bình trống là quan trọng nhất. Con xem gấp ra tùy tục lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.